Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh của mình là Thu Anh Tarot Reader tại Magic Shop, cửa tiệm chữa lành tâm hồn. Mình ở đây để trải những trải bài chung hoặc cùng bạn trò chuyện về tâm linh, vũ trụ, bản đồ sao và tâm lý học. Các bạn nhớ ủng hộ mình bằng cách ấn like, bình luận và chia sẻ video của mình nhé. Ngoài ra các bạn có thể đặt lịch xem riêng với mình bằng cách liên hệ trực tiếp qua trang Facebook hoặc Instagram. Các bạn có thể tìm thấy link tại phần mô tả ngay phía dưới video này. Ok, bây giờ mình sẽ đến chủ đề của ngày hôm nay. Thì mình đang làm một series về chuyện tình cảm tiếp theo của bạn. Phần 1 là về hai bạn gặp nhau ở đâu, trong hoàn cảnh như thế nào, ấn tượng ban đầu của hai người. Tập thứ 2, kỳ thứ 2 đấy là mối quan hệ này sẽ diễn biến ra sao. Và hôm nay là tập thứ 3, tập cuối cùng, nghĩa là mối quan hệ này sẽ kết thúc như thế nào. Nghĩa là kết cục của mối quan hệ này là happy ending hay là sad ending. Ok, ba tụ của ngày hôm nay như sau: tụ số 1, tụ số 2 và tụ số 3. Cả ba đều là ba cái bookmark. Tụ số 1 là hình con chim trong quyển sách, tụ này trong quyển sách Demian. Nếu bạn nào là fan BTS thì sẽ biết là Demian là quyển sách ưa thích của trưởng nhóm Nam Joon. Đây là tụ số 2 là hình bookmark máy ảnh. Đây là trong một quyển sách của tác giả người Nhật, tiệm chụp ảnh gì ấy, mình không nhớ tên lắm, nhưng nói chung đọc cũng ổn. Đây là tụ thứ 3 là hình con cá voi. Cá voi à? Cá voi là trong một quyển sách cũng về BTS. Rồi, các bạn có thể dừng lại video để chọn tụ. Hãy chọn một tụ nào đấy mà bạn cảm thấy bị thu hút nhất. Tốt nhất là nên chọn cái tụ mà bạn cảm thấy bị thu hút ngay lần đầu tiên. Ngay lần đầu tiên bạn nhìn vào cái màn hình này, ok? Bây giờ mình sẽ bắt đầu vào tụ thứ nhất nhé. Xin chào các bạn ở tụ 1. Các bạn tụ 1 là những người chọn hình bookmark hình con chim, ok? Đây là tụ bài của bạn. Kết cục, có nghĩa là mối quan hệ này sẽ đi về đâu, kết cục của mối quan hệ này. Thì khi mà nhìn vào trải bài này, đây là một trải bài về chuyện tình cảm và các bạn có hai lá cup là Ten of Cups và Four of Cups. Mỗi lần mà lá cốc hiện lên trong trải bài về chuyện tình cảm thì có nghĩa là tình cảm đong đầy, rất là nhiều cảm xúc. Tuy nhiên nó thế nào nhỉ? Mình cảm thấy là kết cục của hai bạn sẽ không tốt cho lắm. Nghĩa là mình không nghĩ là hai bạn sẽ tiếp tục cái mối quan hệ này. Tuy nhiên ý, cái sự chia tay của hai người, cái sự chia ly của hai người là dựa trên cơ sở hoàn toàn thế nào nhỉ? Các bạn không cãi nhau, không có những cái cuộc cãi cọ lớn. Hai bạn có thể làm bạn. Có nghĩa là kể cả sau khi chia tay rồi thì hai bạn vẫn cứ là bạn, những người bạn tốt của nhau. Thì mình cảm thấy nhá, có nghĩa là mối quan hệ này dạy bạn rất là nhiều thứ. Mối quan hệ này dạy bạn, đến với bạn và dạy bạn rất nhiều thứ. Tuy nhiên là hai bạn không kết thúc bằng cách cãi cọ hay có những cái sự gọi là mâu thuẫn căng thẳng, mà hai bạn kết thúc trong hòa bình, đúng không? Trong hòa bình. Và mình tin chắc là kể cả sau khi chia tay hai người vẫn làm bạn tốt của nhau. Hai người dạy cho nhau, cả hai đều là thầy là trò, vừa là thầy vừa là trò, dạy cho nhau rất là nhiều thứ. Hai bạn học được cái cách nhìn nhận sự vật sự việc từ người kia. Hai bạn học được cái nhân sinh quan, thế giới quan của người còn lại. Cái quãng thời gian mà hai bạn ở bên nhau nó rất là hạnh phúc. Mỗi lần nghĩ lại về cái chuyện đấy bạn vẫn đều thấy hạnh phúc, mặc dù là hai người không còn ở bên nhau nữa. Nhưng cái quãng thời gian đấy thật sự là rất hạnh phúc đối với các bạn. Còn lý do mà chia tay thì mình cảm thấy chỉ đơn giản là không hợp, thế thôi. Hai bạn nhận ra có những cái điểm, có nghĩa là trong quá trình yêu nhau thì cũng có những cái điều bất hòa, những có điểm khác nhau mà cả hai bên cùng không thỏa hiệp được. Cũng có những cái lần cãi cọ nhưng mà nó chưa bao giờ nó căng thẳng đến mức là phải động chân động tay hay là chửi rủa nhau cả. Và xong cả hai bạn, mình phải thấy trong cái mối quan hệ này cả hai bạn rất là chín chắn. Đến với nhau trong cái lúc mà cả hai tương đối chín chắn và trưởng thành. Tuy nhiên là cái này gọi là gì nhá, đúng thời điểm nhưng mà sai người. Bình thường thì mình đúng người sai thời điểm, nhưng đây là đúng thời điểm nhưng sai người. Hai bạn nhận ra là các bạn cần những cái kiểu người khác. Có thể trước đây nhá, bạn nghĩ là mình sẽ thích những cái người giống bạn này, giống cái người này mà mình đang nói đến. Tuy nhiên khi mà mình đã yêu rồi thì mình nhận ra là mình cần những cái người khác. Mình cần một cái, trong một quan hệ thì mình cần một người như thế nào. Cái partner, cái người kia của bạn, cái người yêu cũ đây của bạn cũng cảm nhận như vậy. Nhưng tuy nhiên là bởi vì hai người đã cho nhau rất là nhiều, hai bạn đã học được rất là nhiều từ cái mối quan hệ này, thế nên là chia tay trong hòa bình. Và hai bạn quyết định là vẫn giữ liên lạc, thậm chí có khi trở thành bạn thân. Nói chung là cũng tiếc, mình thì thấy khá là tiếc. Mối quan hệ này kết thúc cũng tiếc, nhưng mà nó để lại cho bạn một người bạn, có thể là một cái người tri kỷ. Mặc dù chia tay nhưng mình không cảm thấy là hai người sẽ không còn liên lạc với nhau nữa. Sẽ vẫn có sự chủ động liên lạc của hai bên ở đây. Cả hai lá này đều nói về sự chủ động, hành động và chủ động. Mình cảm thấy một phần lý do chia tay là vì cả hai đều có cái gì nhỉ? Chính kiến hơi mạnh mẽ quá, thành ra là nó hơi bị khó dung hòa. Ví dụ là một bên âm, một bên dương thì nó sẽ trung hòa được với nhau, nhưng cả hai bạn đều rất là dương khí, đều nam tính người, khí chất người. Thế nên hai bạn rất là khó để dung hòa lại hai cái phần. Cả hai đều rất là cá tính, cả hai đều cho rằng mình đúng, thế nên rất khó để dung hòa được cái tính cách của hai bạn. Tuy nhiên là mình chúc mừng các bạn đã có thêm một cái người bạn, một cái người tri kỷ mới. Tuy mối quan hệ này kết thúc nhưng đã để lại được một cái bài học. Một bài học cho cả hai, bài học tích cực cho cả hai người. Dù sao thì vẫn chúc mừng các bạn thuộc một. Mình tin là trong thời gian tới các bạn vẫn còn có thể tìm được những cái người gọi là phù hợp hơn với mình. Lần này thì mong bạn tìm được đúng người đúng thời điểm nhé. Ok, bye bye các bạn tụ 1. Xin chào các bạn ở tụ 2. Đây, các bạn tụ 2 là những người chọn hình bookmark, hình cái máy ảnh. Thì với các bạn ở tụ 2, khi mà mình nhìn vào trải bài này, đây là trải bài kết cục mối quan hệ cho các bạn nhé, thì mình cảm thấy là các bạn thế nào nhỉ? Các bạn cho nhau thời gian nghỉ. Có nghĩa là các bạn không... Có nghĩa tóm lại, đầu tiên là mối quan hệ này rất là ổn. Sau đó thì cả hai bên đều cảm thấy tương đối hoang mang về cái mối quan hệ này. Mình cảm thấy như đây là yếu tố đến từ bên ngoài chứ không phải đến từ bên trong các bạn. Cả hai là nói về cái sự hoang mang, sự lo lắng. 8 kiếm và 7 ly. Tức là làm sao, mình cảm giác ở đây là có những cái vấn đề như kiểu có thể như là gia đình ngăn cản. Hai bạn thì không có vấn đề gì với nhau cả, hai bạn rất là hợp nhau, tính cách rất là hợp. Nhưng tuy nhiên là gia đình ngăn cản. Ví dụ nhá, ý mình ở đây là những cái yếu tố bên ngoài nó tác động vào khiến hai bạn phải trăn trở, suy nghĩ, đắn đo về cái mối quan hệ này, chứ không phải là nó đến từ cái tính cách của hai người. Tính cách của hai người thì hòa hợp với nhau, tuy nhiên những cái yếu tố bên ngoài đấy khiến cho hai bạn khó nghĩ, trăn trở. Bởi vì nói chuyện tóm lại là mình cảm thấy hai bạn bị phản đối. Thế nên là hai bạn đang cho nhau thời gian nghỉ và thời gian để chữa lành. Hai bạn rất là muốn tiếp tục, tuy nhiên là các bạn thật sự là không biết cách bây giờ là phải làm thế nào để tiếp tục. Thế nên giờ là lúc để các bạn nghỉ ngơi và chữa lành. Cả ba là 4 kiếm này, Healing Oracle là Healing này, và là 7 xu đều nói về cái việc các bạn giải quyết chuyện này nó một mình. Nhưng là có những cái việc mà bạn phải giải quyết bên trong bản thân bạn đã. Rồi khi mà bản thân của bạn Healing xong rồi, chữa lành xong rồi thì mới đến chữa lành cho cái mối quan hệ. Thật ra mình cảm thấy là các bạn đang cho nhau thời gian để suy nghĩ lại, để tự đánh giá lại cái mối quan hệ này. Xong rồi cả hai chắc là kiểu cho nhau khoảng 1-2 tuần hoặc là cùng lắm là đến 1-2 tháng không gặp nhau. Sau đến khi gặp nhau rồi thì cả hai sẽ nói về cái ý kiến, cái suy nghĩ của mình là có nên tiếp tục mối quan hệ này hay không. Đây cũng là một điều đáng tiếc. Một điều đáng tiếc là hai bạn hợp nhau, nhưng tuy nhiên cái lý do chia tay thì có thể là nó hơi lãng xẹt có thể là nó hơi lãng xẹt, và không phải là cãi nhau, không phải là không hợp. Nhưng tuy nhiên là mình hiểu là cái ý kiến của gia đình và ý kiến, những cái yếu tố bên ngoài đôi khi là nó rất là quan trọng đối với mỗi người. Và cái độ quan trọng thì nó tùy thuộc vào cái suy nghĩ và cái thế giới quan của mỗi người. Và mình còn cho rằng là nó còn cái mức độ quan trọng của cái yếu tố bên ngoài ấy, nó còn phụ thuộc vào cái cách mà bạn được giáo dục, cái môi trường mà bạn lớn lên. Thì Việt Nam, nói chung là cái văn hóa Việt Nam là văn hóa mà không coi trọng ý kiến cá nhân cho lắm. Thế nên mình thấy là nếu giả sử bị gia đình phản đối thì mình cũng lung lay ít nhiều. Cái này, mối quan hệ này gọi là gì nhỉ? Đúng người nhưng mà sai kiếp à? Mối quan hệ trước thì là đúng thời điểm nhưng sai người. Mối quan hệ này là đúng người nhưng mà sai kiếp sống. Có thể là các bạn chọn hẹn nhau kiếp sau lại làm tình nhân. Mình cũng không biết. Nhưng thật sự cũng rất là đáng tiếc. Thật ra là trong trải bài này thì mình chưa thấy kết cục cuối cùng của hai bạn là hai bạn sẽ chia tay hẳn, hay là hai bạn vượt mọi bão tố để đến được với nhau. Nhưng có một điều chắc chắn là các bạn sẽ cho nhau thời gian nghỉ để cả hai cùng suy tính, cùng suy xét lại, đánh giá lại sự việc, đánh giá lại bản thân, và cuối cùng sẽ cho nhau cái đáp án cuối cùng. Và dù đáp án là gì đi nữa thì cả hai đều tôn trọng ý kiến đấy của nhau nhé. Cả hai rất là bình đẳng, rất là bình đẳng, rất là kiểu không có bên nào tìm cách gọi là níu kéo bên nào cả. Cả hai rất là fair, rất là kiểu đấy, tôn trọng ý kiến của nhau. Bây giờ tôi muốn tiếp tục nhưng anh không muốn thì sao? Vậy bây giờ chúng mình sẽ tìm cách thỏa hiệp. Nói chung hai bạn có gì đấy tương đối giả dặn, cái cách xử trí của các bạn khá là giả dặn. Mình khá là ngưỡng mộ hai bạn cái cách xử trí này. Mình mong là hai bạn có thể tìm được cái tiếng nói chung trong cái vấn đề này. Ok, cảm ơn các bạn tụ 2 nhé. Bye bye các bạn tụ 2. Xin chào các bạn tụ 3. Các bạn tụ 3 là những người chọn hình bốc mắc hình con cá voi. Cá voi, cá heo à? Chắc là cá voi đúng không? Thì tụ bài này, khi mà nhìn nói chung là trong 3 tụ bài của ngày hôm nay thì 2 tụ đầu là toang, là gãy rồi. Nhưng mình thấy đây là cuối cùng thì cũng có tụ thứ 3 gỡ gạc lại, có nghĩa là mối quan hệ của bạn mình thấy có happy ending nhá. Rất là may, mình cứ sợ cả 3 tụ đều gãy thì buồn quá. Rồi, trước hết là mình có Ace of Cups và mình có Ace là Strength. Ok, Strength, sức mạnh. Nói chung là cả 4 lá tarot đều đẹp. Rồi mình có lá Queen of Pentacles và mình có lá Six of Cups, ok. Bài Oracle mình có Elegance, trở thành con thiên nga trong hồ nước và sải cánh. Đây là một mối quan hệ có happy ending. Không phải tự dưng mà có happy ending, tức là đây là một mối quan hệ mà nó có sự, nó trong quá trình ấy thì nó không được, nó khá là gập ghềnh, nó có lên có xuống, có bổng có trầm, có lên voi xuống chó, có những thời gian tạm chia tay, nhưng cuối cùng hai người vẫn lựa chọn là đến với nhau. Tức là làm sao mình cảm thấy ở đấy. Cái vấn đề của hai bạn nhá, là hai bạn Six of Cups nó không, hình vẽ nó không thể hiện rõ, nhưng mà cả hai bạn đều gây tổn thương cho nhau trong cái mối quan hệ này, bởi vì cái đứa trẻ bên trong của cả hai đều bị tổn thương. Tuy nhiên đến phút cuối hai bạn đã học được cách kiểm soát sức mạnh của mình. Các bạn biết cách gọi là vận dụng những cái điểm tốt và loại trừ những cái điểm yếu của bản thân. Mặc dù trong lúc yêu nhau thì mình cũng có cảm thấy là có cãi nhau to ở đây, có khi sứt đầu mẻ chán, có khi lại có khi đụng tay đụng chân cũng có, mình có cảm thấy thế, nhưng mà đến phút cuối thì hai bạn vẫn lựa chọn là ở bên cạnh nhau. Cuối cùng thì các bạn nhận ra là chẳng có gì quan trọng, chẳng có gì không gì quan trọng bằng tình yêu. Đấy là các bạn nhận ra là điều đấy. Có nghĩa là hai bạn cũng đã nghĩ đến việc là thôi hay là thôi dừng cái mối quan hệ này lại, bởi vì nó khá là mệt mỏi. Đôi khi nó cứ kiểu hơi quay vòng ấy, tha thứ chia tay, xong lại tha thứ lại quay lại, xong lại cãi nhau vì những cái vấn đề cũ. Bởi vì cả hai đều có những cái tổn thương trong quá khứ, cả hai bạn đều mang những rất là nhiều cái vấn đề. Nếu như mà trong hai tụ 1 và tụ 2, tuy là các bạn gãy nhưng mà cả hai người, cách xử trí của hai người rất là chín chắn và trưởng thành. Cả hai cặp ở tụ 1 tụ 2. Tuy nhiên đến cặp ở tụ 3 ấy, các bạn khá là trẻ trâu, mình thấy thế, mình cảm thấy hơi trẻ trâu ở đây. Nhưng cuối cùng các bạn lại có cái lý tưởng về tình yêu mạnh mẽ nhất trong cả 3 tụ. 2 tụ đầu thì các bạn ý thực tế hơn. Các bạn ý đánh kiểu như là trong mối quan hệ các bạn cân đo đong đếm nhiều hơn. Tuy nhiên ở tụ này thì các bạn lý tưởng, các bạn tin rằng chỉ cần có tình yêu là mọi thứ đều có thể được giải quyết. Và lần này thì các bạn đã đúng. Mặc dù có cãi nhau, có choảng nhau, có tổn thương nặng nề, đã tổn thương rồi mà đến với nhau còn tổn thương hơn, nhưng cuối cùng hai người chọn cách được rồi, vì cái mối quan hệ này, vì cái tình cảm này, tôi và anh hoặc tôi và cô quyết định chúng ta sẽ thay đổi. Chúng ta cần phải thay đổi để giữ cái mối quan hệ này, bởi vì tình yêu nó vẫn còn đấy. Tình yêu của hai bạn ngay từ đầu đã rất là mãnh liệt, đã rất là nhiều. Cả hai người đều mang trong mình cái trái tim to lớn. Tuy cái trái tim này nó hơi bị chắp vá, nó hơi nhiều vết khâu một chút, nhưng cả hai đều mang trong mình cái tình cảm to lớn dành cho đối phương. Cuối cùng thì các bạn đã quyết định thay đổi, quyết định làm mới bản thân chỉ để được ở bên nhau. Ôi mình ngưỡng mộ quá. Nói thật là trong 3 tụ thì tụ này là cái tụ đáng ngưỡng mộ nhất á. Mặc dù là cái tụ mà kiểu trẻ trâu nhất, đánh nhau, đánh chém nhau nhiều nhất, nhưng cuối cùng lại cái năng lượng của hai bạn rất là giống năng lượng của cung thần nông. Nghĩa là hình ảnh biểu tượng của thần nông ấy là hình con bọ cạp, hình con sói và hình con phượng hoàng lửa. Phượng hoàng lửa là cái sinh vật trong truyền thuyết mà bất tử. Bạn nghe câu phượng hoàng lửa sinh ra từ đống tro tàn chưa? Nghĩa là nó chết, nó biến thành tro tàn, sau đó một lần nữa nó sinh ra mới mẻ hơn, khỏe mạnh hơn, trẻ trung hơn. Thì cái mối quan hệ này nó cũng như vậy. Nó đến hồi kết, nhưng cuối cùng là hai người đã thoát xác, hai người đã lột xác để trở thành một cái phiên bản tốt hơn của bản thân. Tất cả là chỉ vì hai người không muốn từ bỏ cái tình yêu này. Các bạn đặt tình yêu lên đầu. Các bạn sẵn sàng thay đổi bản thân chỉ để nuôi dưỡng cái tình cảm này. Wow, vĩ đại quá. Wow. Mình tò mò không biết là sau mình có yêu được ai nhiều đến mức để mình có thể sẵn sàng thay đổi tất cả mọi thứ của bản thân chỉ để giữ cái tình yêu hay không. Chúc mừng các bạn tụ 3 nhé. Tụ duy nhất mà có happy ending trong ngày hôm nay, trong video ngày hôm nay. Ok, cảm ơn các bạn tụ 3 đã lắng nghe. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bye bye.